các bạn đã đến với Chuyển động 30sai, hóng nhanh nhất tin tức tóc tai phong cách của sao, phát sóng vào 12 giờ chiều hàng tuần trên 30sai TV. Trong mùa bão World Cup, các sao Việt vẫn liên tiếp trở lại đường đua V-pop với những ca khúc mới. Hãy cùng Chuyển động 30sai xem trong tháng 6 này, các sao V-pop đang để tóc gì và top 3 kiểu tóc yêu thích nhất là gì nhé. 1. Mullet. Khác với tháng 5, ở vị trí đầu tiên không còn là sidepart lãng tử nữa. V-pop tháng 6 đang phát cuồng với kiểu tóc mullet mà Sơn Tùng MTP đã lăng xê rất nhiệt tình hồi MV Chạy Ngay Đi. Điển hình là đã có 2 trên 4 chàng trai của Monster trong MV Giữ Lấy Làm Gì đã để kiểu tóc này. Ki thì để mullet đen khá giống với Sơn Tùng nhưng phần mai được cạo sát hơn. Nicki thì nhuộm trắng thời trang. Nhắc lại về mullet, đây là một kiểu tóc rất chất, có phần khác người với mái ngắn và phần tóc gáy dài. Giữa một loạt những kiểu tóc an toàn như sidepart, sidewrap hay layer thì kiểu tóc mullet này khiến các sao nam trông nổi bật hơn hẳn. 2. Sport. Không thể thiếu được kiểu tóc sport nhuộm xám khói cực chất của Hoa Vinh trong MV Đừng Quên Tên Anh. Kiểu tóc ngắn được vuốt dựng cực hợp với gương mặt vuông nam tính của anh. Đây còn là một kiểu tóc gọn gàng, mát mẻ, rất hợp với mùa hè. Sport cũng rất dễ định hình dáng tóc, chỉ cần 1 tới 2 lần sử dụng sáp là bạn đã có thể định hình tóc như ý muốn. Ngay cả sau khi đội mũ bảo hiểm, bạn cũng chỉ cần một vài động tác vuốt đơn giản là tóc lại vào đúng form. Nếu muốn thêm phần thời trang, bạn có thể chọn nhuộm xám khói cho mái tóc của mình giống như Hoa Vinh. Kết hợp với quần áo năng động hoặc bụi bặm sẽ cực kỳ chất. 3. Layer Moi. Kiểu tóc Layer Moi vẫn tiếp tục trụ vững trong bảng xếp hạng tháng 6. Là biến thể từ kiểu tóc Layer, Layer Moi được cạo sát hai bên mai, mát mẻ hơn mà vẫn giữ được nét Hàn Quốc. Cả Jun Phạm trong MV Cô Gái Nhà Bên và Jay của Monster đều chọn cho mình kiểu Layer Moi, thế nhưng mỗi người lại toát lên một phong cách riêng. Jun Phạm vào vai một chàng trai hàng xóm nhút nhát, yêu thầm cô bạn nhà bên, thế nên mái tóc Layer của anh được nhuộm nâu nhẹ nhàng. Còn cậu bạn Jay trong MV Giữ Lấy Làm Gì thì lại cực ngầu với mái tóc đen và trang phục cá tính. Kiểu tóc Layer sẽ đặc biệt phù hợp với những bạn có khuôn mặt hơi gầy, dài và có góc cạnh, hoặc người có khuôn mặt trái xoan, cầm có chút V-line cũng cực kỳ phù hợp. Còn nếu bạn có khuôn mặt hơi béo, mặt to và đầy đặn thì không nên để kiểu tóc layer này vì khi đó trông bạn sẽ mập hơn và mất cân đối. Trong top 3 kiểu tóc vừa kể trên thì bạn thấy thích kiểu tóc nào nhất? Kiểu tóc nào các bạn đang để? Hãy comment ngay xuống phía dưới để 30sai được biết nhé! Và bạn hoàn toàn có thể đẹp trai và thu hút như những nghệ sĩ V-pop nếu biết cách chọn được kiểu tóc phù hợp với gương mặt của mình. Hãy chạy ngay đến 30sai để có những kiểu tóc mới, thời trang hơn để thay đổi bản thân ngay hôm nay với size combo 7 bước chỉ 100.000 đồng. Rửa mặt, chăm sóc mặt bằng công nghệ cao, gội đầu massage, tư vấn, cắt tóc tạo kiểu, gội xả và vuốt sáp. Muốn đẹp trai đến 30sai, đặt lịch cắt tóc ngay tại 30sai.com.